Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Top Share dành cho những người yêu thích khám phá những chủ đề mới. Trong giai đoạn mà những bộ phim đam mỹ đang bị kiểm duyệt gắt gao và phải thay đổi nội dung cũng như cốt truyện không còn giống với nguyên tác, thì những bộ phim đam mỹ Đài Loan chắc chắn sẽ làm cho khán giả thỏa mãn do không phải chịu những quy định kiểm duyệt khắt khe của cục điện ảnh. Nên những bộ phim đam mỹ Đài Loan thật sự được là chính mình và mang đến cho khán giả những bộ phim thật sự đặc sắc. Top 5 bộ phim đam mỹ Đài Loan được yêu thích nhất sau đây chắc chắn sẽ mang đến cho khán giả cái nhìn chân thật nhất về tình yêu đam mỹ. Một tình yêu mãnh liệt nhưng cũng không kém phần ngọt ngào và lãng mạn. Đặc biệt là sẽ không thể thiếu những cảnh yêu đương nóng bỏng của các cặp đôi nam chính được cho là đặc sản của thể loại phim này. Nếu bạn yêu thích chủ đề này, hãy đón xem đến hết video này nhé! Bộ phim đầu tiên, Sorry History. Có thể nói đây là bộ phim đam mỹ ăn khách nhất Đài Loan. Sorry History được chia làm 3 tác phẩm phim ngắn. Mỗi phần đều mang đến một câu chuyện của một cặp đôi nam-nam ngọt ngào, lãng mạn nhưng cũng không kém phần đau thương. Nếu như ở phần 1, My Hero là câu chuyện Lam Hy nhập hồn vào chàng trai cổ Tư Nhâm và tìm mọi cách để anh hôn Tư Nhâm, thì ở phần 2, Stay Away From Me là lạc cảnh chung nhà của hai anh em bất đắc dĩ Phong Hà và Trình Thanh. Ở phần 3 lại là một mẩu chuyện xuyên không về quá khứ khi Triệu Giật Thần còn đang yêu thầm cậu bạn Giang Kính Đằng. Sau khi phần 1 lên sóng, Hit Story thực sự đã tạo nên một cơn sốt đối với khán giả không chỉ tại Đài Loan mà còn ở Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan và cả Việt Nam. Do không bị cục điện ảnh giới hạn về mặt nội dung, nên những cảnh nóng mùi mẫn trong cả 3 tác phẩm đều không bị cắt, giúp phim thêm phần sinh động và chân thật. Bên cạnh đó, những câu chuyện của các cặp đôi thuộc 3 thể loại khác nhau, trọng sinh, có yếu tố gia đình lẫn xuyên không đều được giữ lại. Bộ phim thứ 2, Bong Bóng Màu Đỏ. Bộ phim Bong Bóng Màu Đỏ xoay quanh câu chuyện tình yêu từ thuở niên thiếu của Hạ Chi Thần và Lý Hướng Văn. Sau tình cảm rung động đầu đời, cả hai buộc phải đối diện với những bước ngoặt của cuộc đời, buộc bị chia rẽ và phải chia tay nhau. Sau nhiều năm khi đã trưởng thành, Chi Thần đã lập gia đình và có một cô con gái nhỏ xinh xắn. Thế nhưng, anh lại chưa bao giờ quên được người bạn học Hướng Văn của mình. Bộ phim không chỉ kể lại câu chuyện tình yêu của cặp đôi nam chính mà còn hướng đến những vấn nạn bạo lực học đường ở các trường học. Đồng thời qua tác phẩm, đoàn làm phim cũng muốn chia sẻ một thông điệp đúng đắn về cộng đồng thế giới thứ ba. Họ cũng có quyền được sống, được học tập và được vui chơi như tất cả những người khác trên thế giới. Bộ phim thứ 3, Ánh Trăng Xanh Thẳm. Nội dung phim Ánh Trăng Xanh Thẳm xoay quanh mối tình tay tư của 4 chàng trai trẻ xứ Đài, bao gồm Mỹ Nam Hoàn Mỹ Ngôn Phi, nhà tư vấn nội thất Jimmy, anh chàng sinh viên Trần Phẩm Quân và cậu nhóc vừa trưởng thành đam mê vẽ vời Tô Hải Thanh. Trong một lần tình cờ, Ngôn Phi được Hải Thanh cứu vì bị chuột rút trong khi bơi và cả hai đã có ấn tượng khó quên về nhau. Nhưng cũng chính từ cái lần gặp gỡ định mệnh ấy đã khiến tình cảm êm đẹp của cả 4 chàng trai bắt đầu có những thay đổi và dần trở nên bị đảo lộn. Trong phim, những cảnh chỉ dành cho lứa tuổi 18 cộng đã được đạo diễn chỉ đạo một cách khéo léo khiến cho khán giả thỏa mãn, nhưng đồng thời cũng không quá thô tục. Do không bị giới hạn nội dung bởi cục điện ảnh và không phải chụp cảnh đam mỹ trá hình ngôn tình, Ánh Trăng Xanh Thẳm đảm bảo sẽ khiến các hủ nữ chóng mặt với những cảnh quay gắn mác 18 cộng. Bộ phim thứ 4, Happy Together. Happy Together có nội dung xoay quanh cuộc sống của 6 người trẻ trong một căn hộ. Nổi bật trong đó, cặp đôi nam nam Alex và Benny tạo được nhiều sự chú ý bởi sự tương tác tốt của cả hai. Alex và Benny, cả hai đã bên nhau 6 năm và từng có thời kỳ yêu nhau thắm thiết. Thế nhưng, họ của hiện tại lại quên đi việc thấu hiểu nhau. Kể từ đó, chuyện tình yêu của họ bắt đầu có những cuộc tranh cãi gay gắt, rồi bình tĩnh và lại có những giây phút ngọt ngào. Thậm chí, đã từng có nhiều lúc Alex và Benny đã nghi ngờ về sự chung thủy của đối phương dành cho mình. Sau tất cả sóng gió và thử thách, cuối cùng cả hai đã nhận ra được những gì bản thân hiện tại đã quên và tìm về nhau một lần nữa.
Bộ phim thứ 5, Love Me. Love Me là tác phẩm kể về chuyện tình tay ba của cô gái bình thường Di Quân, chàng trai vạn người mê Kiện Minh và chàng trợ lý Vĩnh Nhân. Trong công ty, Di Quân chỉ như một cái bóng. Hầu như những người đồng nghiệp đều không cảm thấy được sự tồn tại của cô khi hết việc đều trở về nhà. Thế nhưng, cô lại đem lòng yêu thích Kiện Minh. Ở Đài Bắc, Di Quân sống cùng người anh trai Minh Tứ, bạn thân của anh cô Vĩnh Nhân, người tình trong mộng của Kiện Minh và là vị trợ lý lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh sếp của mình. Liệu rằng đến cuối, mối quan hệ tình cảm của cả ba có được một kết cục viên mãn hay không? Hiện nay, cộng đồng LGBT đã được thế giới công nhận. Nhiều người cũng không còn phản ứng quá gay gắt về tình yêu đồng tính nam nữa. Nhưng cũng không có nghĩa là nó được tất cả mọi người đón nhận. Tuy nhiên, những khởi sắc ở phim Nam Mỹ trong thời gian qua cũng đã mang đến cho phim một vùng đất hứa. Trên đây, Top Xe đã giới thiệu cho bạn top 5 bộ phim Nam Mỹ Đài Loan hay nhất. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thú vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.